lợi ích khi về chùa tham dự lễ giỗ tổ. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam ta đã có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, hướng về cội nguồn. Đó là một giá trị văn hóa vững bền, được truyền trao qua các thế hệ. Khi chúng ta nhớ về cội nguồn, đó là phúc hiếu. Việc này sẽ đem lại lợi ích thiết thực ngay trong đời hiện tại. Chúng ta có nhân lành hướng tâm về cội nguồn, thì con cháu sẽ ngoan hiền, phúc báu sẽ được tăng trưởng, hạnh phúc được dài lâu. Hơn 300 năm trước, Tổ sư Trúc Lâm Mahasamon Tuệ Bích Phổ Giác băng ngàn, lội suối, vượt đèo, về ngọn thành Đẳng Dựng Am, ngày đêm công phu tu tập, quyết chí tu hành, duy trì mạng mạch Phật Pháp. Trong ngày húy kỵ lần thứ 262 của Ngài, các Phật tử Chùa Ba Vàng được nghe lại những công đức của các vị tổ sư đi trước đã có công gầy dựng, được tham gia các thời khóa tu tập, trì bát quan trai giới, tọa thiền, tụng kinh, vân vân, cùng nhau tu hành để tăng trưởng tâm biết ơn. Tâm biết ơn đó, niệm biết ơn đó chỉ có trong ngày giỗ tổ mới được sinh ra, và cái đó sẽ làm lợi ích rất lớn cho ta. Người sống biết ơn và đền ơn sẽ nhận được những lợi ích rất lớn, là tiền đề để nâng bước mỗi người trên con đường tiến tới đạo Bồ Đề. Khi chúng ta là người sống biết ơn và đền ơn, thì con cái chúng ta sẽ nhớ đến ơn đức sinh thành dưỡng dục của chúng ta. Những lời dạy bảo của ta khiến cho gia đình được vẻ vang, hạnh phúc. Chính vì lẽ đó, Phật tử chúng ta phải tinh tấn tu hành để cho Phật Pháp được hưng thịnh, xã hội được tốt đẹp, quốc thái dân an.